Mình à, mình đổi quyền lợi gì nè? Quyền lợi thứ ba. Quyền lợi thứ ba là mua hết công thức. Đúng à. Wow. Lần đầu tiên trong ngôi nhà nhập gia tùy tục, có một người bạn nước ngoài quyết định chọn quyền lợi mua luôn công thức nấu ăn. Wow. Quá tuyệt vời. Trời lớn quá. Thật ra thì đây là một cái món ăn mình muốn phổ biến, cho nên là mình sẵn sàng dạy những ai muốn học. Dạ, tụi em qua liền. Đây là công thức chị đã ghi lại toàn bộ. Vâng ạ. Em chỉ cần làm theo cái cách sơ chế này. Vâng. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Dạ, vâng. Là xong. Vâng. Chị còn cảm thấy khó với cái nước dùng á. Món này cực khó. Khó, món này chắc chắn là khó. An ơi, An có tin tưởng vào cái tài nấu bếp của Son không? Tin chứ, em tin chứ, chắc chắn rồi. Cố lên em. Cố lên em. Bi đỏ mà bỏ nhiều quá là không được. Đó là nguyên liệu cực phụ. Ê, cái này mới vui nè. Phở gà, gia vị nấu phở gà. Mà bạn đeo bánh canh mà bạn không lấy gia vị nấu phở gà. Uống chi vậy, có nghĩa là cứ gom đại đi rồi lát nữa xuống tính sau đúng không? Thật ra là nguyên tắc nấu bếp á, có thể rửa tay thật. Ê, cẩn thận cua cắp em ơi. Nhiều quá cũng không tốt nha em. Cái gì mà nhiều quá cũng không tốt nha. Đặc biệt là con cua gạch nó rất là lâu chín hơn con thịt nhiều. Dạ, cái trứng của nó cực kỳ lâu chín. Thế luộc đó này. Lấy đâu đó. Tất cả đều cả là đều luộc. Luộc. Dạ. Hay là những cái món nó đơn giản thôi, nhưng mà cái món này ấy có rất nhiều topping, có nghĩa là cần phải rất nó nhiều. Là một kiến thức tổng hợp rồi đúng không? Đúng không? Nấu thì không nha, không lâu đâu, bởi vì nấu là rất ít thời gian để chín. Rồi. Hay quá, em biết nấu ăn hả? Đây, dạ em có một xíu ạ, một xíu kỹ năng nấu ăn. Cũng có những món là các bạn mang những cái hương vị quê hương của các bạn vào nữa. Rất là thơm. Cái này con gái chắc là khéo hơn mấy cái món Việt trong, Nam. Trong nó xích ở nhẹ nhàng hơn đúng không? Nhưng mà đổi lại thì những cái món Việt Nam rất là khó. Một trong những nguyên tắc mà nấu ăn mà mình học được á là tất cả mọi nguyên liệu mình phải dùng vừa đủ. Yeah. Tại vì chỉ cần thêm nhiều hơn một chút xíu hoặc ít nó sẽ thiếu từng hương từng vị thì nó không có ra được. Son ơi, cẩn thận bỏng tay nha em ơi. Vâng mà. Son ơi, Son. Vâng mà. Nấu một mình thì có được không? Anh xuống nấu cùng cho. Dạ dạ không sao ạ. Bỏng tay nhá. Nhà gì mà năm viên kim cương mà chưa thấy xài cái gì hết. Kiệm quá à. Trời ơi. Giật mình à. Mình đổi quyền lợi gì nè? Quyền lợi thứ ba. Quyền lợi thứ ba là mua hết công thức. Đúng à. Wow. Lần đầu tiên trong ngôi nhà nhập gia tùy tục, có một người bạn nước ngoài quyết định chọn quyền lợi mua luôn công thức nấu ăn. Wow. Quá tuyệt vời. Trời lớn quá. Thật ra thì đây là một cái món ăn mình muốn phổ biến, cho nên là mình sẵn sàng dạy những ai muốn học. Dạ, tụi em qua liền. Đây là công thức chị đã ghi lại toàn bộ. Vâng ạ. Em chỉ cần làm theo cái cách sơ chế này. Vâng. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Dạ, vâng. Là xong. Vâng. Rất đơn giản. Dạ vâng, em cảm ơn à. Nan ơi, là bách cua nào. Cố gắng lên đi Nan ơi. Hết sức bình sinh. Nóng quá, nóng quá. Giỏi quá, giỏi quá. Đang bắt đầu vào quỹ đạo. Vô quỹ đạo rồi, bắt đầu là vớt tôm cua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành phẩm bánh canh cua của nhóm bạn An và Son. Xin mời. Ở trong 60 phút đó thì em rất là cố gắng
làm từ trái tim để cho mọi người ăn ngon miệng ạ. Đâu, trái tim em đâu? Làm từ trái tim á, là làm bằng trái tim của em. Nó dính vào trái tim em rồi. Làm từ tấm lòng. Dạ, dạ, từ tấm lòng. Đây là một món ăn là mình phải cẩn thận rất là nhiều vì nó có nhiều bước để mình phải cẩn thận, không chỉ như cua, cả sợi, cả nước lèo, nước gì mình phải cẩn thận và nêm sao cho nó đủ vị và ăn cho ngon ạ. Dạ, và em cũng mời mọi người ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn em. Cao xa hơn là muốn nhấn mạnh cái sự lần đầu tiên cố gắng trải nghiệm của bạn. Nước dùng này ok lắm nha. Ok nha. Vậy cho thử miếng được không? Nè. Và thật sự là mình rất là bất ngờ vì các bạn trang trí rất là đẹp luôn. Nhìn giống như là một con cua đang bơi bơi trong cái tô. Em thì em lấy con cua đang ấp cái tô bánh canh này và bắt đầu nó đẻ trứng vào đây. Nó thấm được vào trong cái nước lèo. Và em cảm nhận thêm một điều là nước lèo có một cái vị nồng nồng. The the. Cho tiêu vào bát, cho tiêu vào bát trước khi chan nước dùng lên. Đây đây. Cho tiêu vào bát trước khi chan nước dùng lên. Cho nên là cái vị nồng đó là của tiêu đó. Đúng là em muốn giới thiệu cho mọi người trên thế giới và đặc biệt là mọi người trên bên nước em. Nếu có cơ hội sang Việt Nam thì em sẽ giới thiệu món đầu tiên đó là món bánh canh cua ạ. Cảm ơn em. Cái thịt cua bạn luộc nó vừa chín tới. Nó rất là ngon, nó không có bị chín quá. Nó rất là ngọt thịt. Chị có muốn nói gì thêm không chị Thư? Nước lèo rất là ngon. Xém ngon hơn phiên bản gốc. Hú hồn, hú hồn, hú hồn liền. Trời ơi, định bỏ nghề luôn rồi. Không, định mua lại công thức chứ chị. Hồi nãy tao mua chị một viên thì kim cương. Thì mình bỏ nghề, mình đi mua công thức thôi. Dạ. Mình bỏ ngồi nghiên cứu nữa. Rồi, khi em biết là nấu món canh cua là em trong lòng thì nó sợ sợ ý. Vì em biết là một món này là một món rất là khó nấu ạ. Và không tưởng tượng là mình sẽ nấu được như thế. Ngon nhức nát. Mời để 10 điểm, không có nhiên, chính xác. Bây giờ giả sử như mình là người bán cái tô bánh canh cua này cho ba nhân vật đang ngồi đây, một tô mình định giá bao nhiêu? Một tô như này á, em sẽ bán tầm 500 ạ. Cua nó rất là đầy và một nguyên con luôn ạ. Em ơi, cua là nhà chị cung cấp cho em á, không có lấy tiền. Em ơi, em bán 500 ngàn là em lời hết là 400 gữ ở trong đó. Em mua một viên kim cương là chỉ giá có 1 triệu đồng thôi. Em bán 3 tô, 1,5 triệu. Cái gì vậy? Ủa vậy? Chiêu rồi. Chiêu hay chiên? Chiêu. Relax. Ủa anh ơi, cái bếp thì để đây, bà lửa thì bật để bên kia. Anh ơi, sao mình bật bếp vậy? Quên. Ôi tôi lo nha, tôi hơi lo đó. Sao đâu, nhìn một cái người mà năng động sốt sắng vậy thì lát cũng sẽ có món thôi, em yên tâm. Nhưng mà ăn được hay không là ăn được khác, hay không là chuyện khác. Cái bếp quan trọng lắm á. Tại vì á, nhiều khi cái bếp cũng là một cái nơi để mà vợ chồng yêu thương nhau rồi xong rồi cùng nhau nấu một cái bữa ăn. Nó quay quần với nhau, nó dễ thương lắm. Đúng rồi. Tại vì cả một tuần mình bận rộn, nhiều khi chỉ có những cái ngày cuối tuần ở trong bếp mình cùng nấu món ăn, mình mới có thời gian trò chuyện với nhau ở trong đó thôi. Thật sự rất là có ý nghĩa. Yun. Cố lên. Cố lên. Ơi. Pumpkin không cho nhiều nhá, không cho nhiều pumpkin. Em đã hỏi pumpkin không cho nhiều nhá, không cho nhiều pumpkin. Em. Em alo cho ba mẹ, sắm cho ba anh em mình 3 cái súng nước. Ai mà sơ hở cái là bắn súng nước vô người họ liền. Cái gì mà chị quan sát hai gian bếp thì chị có nhận xét tổng quan hiện tại như thế nào? Có khả quan không? Chị nghĩ là bạn nên dùng kim cương đi. Không cho xem. Có cái súng mà tôi bắn nó đi, bắn luôn nè, đùn. Đi qua cướp bì rồi ta. Anh cắt ít thôi nhá.
thể cắt một con cua ra để check xem là finish hay chua. Mừng quá anh Tài à mọi người ơi, sau một thời gian thuyết phục quá trời luôn. What do you want? Three questions. Three questions. Okay, okay, mời. Super important question. How to make perfect soup and not overcook it step by step? What first? Cứu tôi, cứu tôi. Một câu hỏi thành ba câu hỏi luôn. Một câu hỏi nhưng mà trong một câu hỏi lại có ba câu hỏi. Kiểu hỏi là bạn nào có thể vào nấu hộ mình được không? Step one, you cook the crab about 40 minutes. So turn off, everything up. Turn off. Done, done. Okay. Khi mà con cua nó sắp chín á, mình sẽ bỏ con tôm vô. Và sau khi mình lấy cái nước dùng xong thì bây giờ mình sơ chế mấy cái rau củ hồi nãy đi. Wow, viên kim cương cuối cùng đã được sử dụng. Bia, 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 bia. Nhanh, 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 nhanh. Bia làm gì, bia làm gì? Cua anh phải chết cái này xem. Bánh canh cua có lẽ nào rất là khó. Ôi, cái này cua. Và ôi, nhưng mà vui sẽ thử nấu bánh canh cua ở nhà thêm với Phương và rất là ngon cho gia đình thử nhé. Và sau khi mình lấy cái nước dùng xong thì bây giờ mình sơ chế mấy cái rau củ hồi nãy đi. Ok, mình dùng một cái chảo mình xào bí đỏ với hành tây đi. Đợi một chút xíu, khi mà cua mà nó gần chín á, mình vớt ra xong mình sẽ luộc cái tôm là mình lấy chung với cái nước luôn. Cắt lát vừa ăn ra, xong rồi trần qua một cái nồi nước sôi khác. Luộc tôm đi, luộc tôm. Giỏi quá, giỏi quá. Rồi để nắp lại cho nó chứ. Em chiên xong cái này á, em đi chiên cái bánh quẩy nữa nha. Quẩy thì em phải chiên nhiều dầu lên xíu. Ok. Pam 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 pam. Vậy cái gì. Bây giờ phải cho nó chín rồi xong, sau đó là phải dùng cái máy xay để xay. Màu đẹp. Đẹp, màu đẹp. Em nói thiệt á, nhìn nó hấp dẫn, nó sống động sao mà em chép chép cái miệng luôn á. Và bây giờ hai nhóm bạn chúng ta còn 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Và bây giờ hãy cùng chào đón nhóm bạn đầu tiên sẽ thể hiện, Yurabong và bạn Phu Phương, xin mời. Wow, hy vọng đây là một phiên bản hoàn hảo. Wow, ôi ôi. Hôm nay lần một nấu canh cua. Hôm nay I'm very surprised because it's very difficult and very impressive dish. Every details and everything is matter to have a good taste. I fell in love in this dish and I hope I will try cook it again and again because I think all people who go to Vietnam have to try this dish because it's super impressive and it's about Vietnam. Yes, and I hope you will enjoy it today because we make it from our heart. Bây giờ thì em sẽ thử cái nước dùng nha. Tại vì cái nước dùng nó rất là quan trọng, mình sẽ thử cái nước trước. Ôi ôi, con cua này gạch quá trời gạch luôn. Ủa? Gì vậy? Cái nước dùng của mình á, nó rất là thơm cái mùi của con cua. Cái cách luộc cua á, nó cũng rất là quan trọng. Chín quá thì nó sẽ bị khô, kể cả cái gạch nó cũng sẽ khô lại luôn. Nhanh quá thì nó lại không chín, thì đâm ra nó sẽ có mùi tanh và nó sẽ không được ngon và không có đảm bảo sức khỏe. Đầu tiên là chị thử cái nước lèo và chị wow. Tất nhiên là so với phiên bản gốc thì cái món này nó sẽ chưa đạt. Tuy nhiên là thật ra cái món đây là một cái món khó nấu vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nguyên liệu của nó rất nhiều, thành phần của trong đó nó quá nhiều. Và cái lý do thứ hai là cái quy trình của nó rất là khó. Nó chỉ có một thứ dễ thôi, là mọi thứ đều làm rất nhanh, không cần thời gian. Nó thanh nhẹ nhàng mà giống như nó một cái món ăn làm cho mình cảm giác muốn thiền đi á. Thiền đi. Nó nhẹ nhàng kiểu thanh lọc lắm.
không có nhiều gia vị ở trong đó. Nó chỉ có độ ngọt của cua, rồi cái sự thơm thơm của bí đỏ. Nó làm cho mình húp vô một miếng mình cảm thấy tốt cho sức khỏe quá. Mọi thứ nó rất là tự nhiên. Quá nỗ lực luôn, tại vì giống như là ba giám khảo cũng có chia sẻ, món này á, kể cả người biết nấu ăn rành đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy hơi hoang mang một chút xíu, bởi vì xử lý nguyên liệu nhiều và có rất là nhiều bước cần phải làm để có một tô bánh canh hoàn chỉnh. Nhưng mà có rất là nhiều yếu tố để các bạn được cộng điểm, bởi vì cái sự nỗ lực của mọi người chính là cái điểm cộng lớn nhất. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tôi hát mai lên Việt Nam ơi. Chào mọi người, mình là Son, mình đến từ nước Lào. Mình tên là An. Chào mừng nhé, chúc mừng đây. Sawasdee, đi nong sư và Son Sawa, nong ma chak prathet Lao. Sao mà đó được? Rồi, chúc mừng người Lào. Rồi, tên rồi đó, tên rồi. Tôi là Yurako Kumbali. Bốn cái can, mười sáu cái que. Chạy, chạy, chạy. Từ chị, từ từ. Có những nguyên liệu bí mật rất là ghê sợ, khủng khiếp, hoang mang, bàng hoàng. Cái này nói nhỏ thôi, đừng có nói nhiều người nha. Đừng có nói rồi, mất công mấy người khác không dám lại nhà. Không, mà nói nhỏ nè, nói nhỏ nè. Anh đó giờ anh còn sống. Cái này chị muốn gói về cho chồng chị quá. Trời ơi, thương chồng chị ghê á. Chồng chị mê cái này lắm. Order liền. Con ơi con. Vâng rồi. Nấu một mình thì có được không? Anh phụ nấu cùng cho. Dạ dạ không sao ạ. Mình đổi nguyên liệu gì nè? Nguyên liệu thứ ba là mua hết công thức. Đúng ạ. Wow. Lần đầu tiên mua luôn công thức nấu ăn. Wow. Quá tuyệt vời. And I hope you will enjoy it today because we make it from our heart. Làm từ trái tim để cho mọi người ăn ngon miệng ạ. Đâu, trái tim em đâu? Cùng đón xem Nhóm Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.